Em mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc. Đây là những cái con tôm mà heo mới vừa rã đồng ra nè, còn một phần nó chưa có rã hết. Heo có chia sẻ cái video mình bảo quản tôm tươi trong ngăn đá á, mà khi mình rã đồng á thì tôm vẫn còn tươi nguyên như vậy nè. Cả nhà vào xem ủng hộ heo nha. Và hôm nay á là một cái cách mới để heo lấy hết cái gạch và chỉ lưng trong con tôm ra mà mình không cần á phải dùng đến dao nè hoặc là kim tâm. Và hôm nay heo sẽ dùng cái ống hút này nè. Ống hút này là ống hút nhỏ mình dùng để hút nước á. Rồi bây giờ thì heo sẽ lấy cái kia ống hút này để mà mình lấy cái gạch với lại chỉ lưng trong con tôm ra cho cả nhà xem nha. Và cả nhà xem nè, lúc này á thì con tôm á nó rất là tươi luôn. Tuy là mình rã đông từ đá ra nhưng mà tôm vẫn còn nguyên hà, không có bị xúc đầu gì hết trơn á. Rồi bây giờ heo sẽ lấy ra nha. Mình sẽ dùng cái đầu nhọn của cái ống hút mình cắt xéo nè. Rồi lần lượt á mình để nhẹ vào cái đầu, rồi mình lấy cái phần gạch tôm ra, rồi rút nhẹ lên là mình đã lấy ra được nguyên cái chỉ lưng của con tôm luôn nè. Rất là dễ luôn. Và con tôm của mình á thì còn nguyên y luôn, không có bị gãy, bị đứt gì hết trơn á. Cách này thì rất là nhanh và hay luôn á. Chỉ cần có một cái ống hút nhỏ là được rồi. Lúc trước heo dùng cây xuyên que á, mình ghim ngang cái lưng của con tôm á thì mình không có lấy được gạch ra. Và cái chỉ lưng á thì có khi mình lấy hết được nè, có khi á thì mình lấy chỉ được có một khúc mà bị đứt lại rồi. Đây heo lấy cái thứ hai nữa cho cả nhà xem nha. Đó, mình lấy cái ống hút á, mình ghim nhẹ lên ngay chân chỗ cái gạch nè. Rồi mình đẩy cái gạch ra, kéo nhẹ là cái sợi chỉ lưng á đi theo ra luôn nè. Rất là nhanh và dễ luôn á. Có rất là nhiều cách lấy chỉ lưng trong con tôm, nhưng heo thấy á, mình dùng cái ống hút như vậy á thì nhanh, gọn và lẹ nữa. Heo sẽ tiếp tục lấy thêm một con thứ ba nữa cho cả nhà xem cho rõ nha. Mình dùng cái đầu nhọn của cái ống hút nè, rồi mình khều cái gạch tôm ra, rút nhẹ lên là cái chỉ lưng đi theo luôn. Chưa đầy 2 giây nữa là mình đã lấy ra sạch trơn rồi. Làm cách này á thì mình đem đi hấp con tôm rồi mình cho ra dĩa thì nhìn thấy con tôm còn nguyên con, nhìn sẽ hấp dẫn hơn. Còn đây là cách hồi lúc trước mà heo làm nè. Heo sử dụng cái kéo thì cũng dễ và nhanh lắm, nhưng mà cái phần đầu thì bị mất đi rồi. Heo sẽ cắt bỏ phần đầu và mình sẽ nặn cái phần gạch kéo luôn ra như vậy là cái sợi chỉ cũng ra luôn nè. Nhưng mà con tôm này á thì mình làm để kiểu giống như là mình kho nè hoặc là mình chiên thì sẽ đẹp mắt hơn nha. Một trong hai cách này á thì cách nào cũng nhanh và dễ hết á. Một cách á thì mình giữ nguyên được con tôm, một cách á thì mình cắt mất đi cái đầu rồi. Và hai cách này á, nếu như mà cả nhà thấy cách nào á mình làm tiện và nhanh hơn thì mình hãy làm nha. Tại vì á đây là hai cách heo thường làm cho nên heo chia sẻ lại. Heo cắt thêm một con thứ ba nữa nha. Đó, mình chỉ cắt xéo như vậy nè, mình lấy đi cái phần gai. Rồi mình lấy cái gạch ra, kéo luôn cái sợi chỉ là con tôm ra sạch trơn luôn ha. Đó, rất là nhanh và dễ luôn á. Và cả nhà xem, hồi nãy tới giờ thì heo để những con tôm này ở bên ngoài á, nhưng mà tôm vẫn còn nguyên nè, vẫn rất là tươi luôn. Cách bảo quản á, khi mà mình cho nước vào tôm á rồi mình đem đi đông đá á thì tôm sẽ giữ nguyên được như vậy nè. Mình đem ra không có bị sức đầu mẻ tráng gì hết trơn á. Và rất là tươi, cái thịt á thì vẫn săn chắc luôn ha. Con nào như con nấy vậy đó. Tôm này á mình đem đi hấp bia hay đi luộc á thì cũng vẫn rất là ngon luôn. Rồi bây giờ thì heo sẽ đi rửa tôm lại cho thiệt là sạch nha. Và tôm á thì heo đã rửa lại thật là sạch rồi nè. Cả nhà xem á, tôm rất là ngon luôn. Với cách chia sẻ này á thì hy vọng cả nhà sẽ có thêm một cái cách mới nữa để mà mình lấy sạch gạch với lại chỉ lưng của tôm mà vẫn giữ nguyên được hình dáng của con tôm nha. Vậy là heo đã chia sẻ xong cái cách để mà mình lấy sạch gạch với lại chỉ lưng của tôm mà vẫn giữ được nguyên con. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách nữa để mà mình giữ nguyên con tôm mà lại được sạch trong ruột nha. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương heo xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký cả nhà vui lòng nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà làm thành công với cách làm lấy sạch gạch và chỉ lưng của tôm nha.
Còn bây giờ thì Heo sẽ lột sạch vỏ tôm và Heo sẽ đi làm bánh.